họ Bích Trâm tổ chức tiệc độc thân trước khi đám cưới. Vừa qua, thông tin họ Bích Trâm lên xe hoa, lập gia đình khiến nhiều người ngỡ ngàng. Trước khi bước vào thời khắc quan trọng, nữ diễn viên đã có buổi tiệc chia tay thời độc thân khá tưng bừng bên những người thân. Trên trang cá nhân, mỹ nhân gốc Quảng Ngãi cho hay, chia tay thời độc thân, cô chọn không gian khá sang trọng, mời những thành viên quen thuộc nhất để có thể cùng nhau nâng ly rượu, ăn uống tưng bừng, trò chuyện, gửi lời chúc mừng trước khi họ Bích Trâm chính thức theo chồng về dinh. Nữ diễn viên cho biết dù cuộc sống có sự thay đổi, cuộc đời có thêm bạn đồng hành, nhưng cô sẽ không bỏ cuộc chơi như mọi người vẫn nghĩ. Các hoạt động, công việc, nghệ thuật vẫn luôn là đam mê lớn đối với họ Bích Trâm. Nữ diễn viên bộc bạch: Ba ơi, con lấy chồng, bao năm qua khó khăn khổ cực, thăng trầm, giờ ba an tâm về con nha, có người thay ba lo cho con rồi, thương nhớ ba. Trâm mừng đám cưới ở quê nhà vì mong muốn ba là người chứng kiến con gái đi lấy chồng, hạnh phúc và vui nhất, nhớ ba, mời cả nhà ăn cưới online ngày 5 tháng 5 năm 2021 nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.